Một vợ, hai chồng. Cha đã tuổi cao, bệnh lại nặng, chắc không thể qua khỏi. Hãy hứa với cha, dù khó khăn vất vả thế nào, các con cũng vẫn sẽ luôn yêu thương nhau. Chúng con xin hứa ạ. Cha ơi, xin cha đừng bỏ chúng con mà đi. Khổ thân nàng quá, ta vốn mồ côi cha mẹ, lại nghèo khó, đã là một sự thiệt thòi với nàng. Nay cha đẻ của nàng cũng bệnh nặng mà qua đời, nàng phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi. Chàng đừng nói như vậy, sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của đời người. Thiếp mến chàng vì con người chàng, chứ đâu cầu vinh hoa phú quý. Miễn sao hai chúng ta luôn yêu thương nhau. Chàng đừng lo lắng quá, thiếp sẽ tìm những thầy thuốc giỏi nhất chữa trị cho chàng. Ta đã làm khổ nàng quá nhiều rồi, nhìn nàng ngày một héo úa vì ta. Ta như đứt từng khúc ruột, bệnh tình của ta đằng nào cũng sẽ đến cái chết. Nàng hãy đi đi, đi tìm hạnh phúc cho mình. Ta thật lòng muốn nàng được hạnh phúc. Chàng đừng nói vậy, em và chàng là nghĩa lâu dài, còn bệnh tật của chàng chẳng qua là sự không may. Em xin cùng chung số phận với chàng, không đi đâu cả. Xin ngài hãy cứu chàng con. Đó là bệnh hiểm nghèo, đến nay chưa tìm ra phương thuốc nào để cứu chữa. Tôi muốn bán toàn bộ chỗ trang sức này. Chỉ được bấy nhiêu thôi ạ? Xin ông, chàng con đau ốm nặng, rất cần tiền chữa bệnh. Ta không giúp được gì nữa đâu. Nhà ngươi đi đi. Em mang thuốc về cho chàng rồi đây. Chàng ơi, chàng ơi, sao chàng lại bỏ thiếp mà ra đi như thế này? Chàng ơi, chàng mau quay về đây với em. Nghĩa vợ chồng mà sao chàng lại làm như vậy? Con thủ tiết với chồng như vậy là trọn đạo. Con không nên bỏ phí thanh xuân một đời con à. Nhờ có mẹ và họ hàng khuyên nhủ, người vợ đã kết duyên cùng người mới. Năm ấy, Sơn Tây và các trấn lân cận mất mùa to, quan án được lệnh đi phát chẩn cho dân đói. Nhà ngươi, sao còn không mau đưa bác ra? Lại quan, tôi là học trò yếu đuối tàn tật, không ga không mùng, không nồi không niêu, nên không muốn xin gạo, chỉ muốn xin một ít tiền cho tiện. Ngươi dám bày tỏ mong muốn của mình như thế, cũng đủ thấy ngươi là một người rất can đảm. Nghe ta hỏi một vài câu đã. Quan hỏi thư sinh họ Đỗ vài câu về văn chương, thấy thư sinh họ Đỗ đối đáp rất tài. Ta rất ngưỡng mộ những người tài giỏi có học, nhà ta rộng, người có muốn đến ở túp lều phía sau không? Ta thấy kẻ nghèo này khốn khó mà lại rất có tài, nên cho về túp lều phía sau nhà mình, nàng thấy có được không? Nàng giờ là vợ của quan rồi, thân phận cao quý, gặp ta như vậy ta thấy không được phải phép. Chàng đã đi đâu? Sao chàng nỡ lòng ra đi mà không một lời từ biệt với thiếp? Vậy mà người đời lại nói chàng đã chết rồi. Ta cũng định quyên sinh, nhưng có lẽ số ta chưa tận, nên vẫn còn được gặp lại nàng như thế này. Vậy thì từ giờ phút này, thiếp sẽ chăm sóc chàng, bù đắp cho chàng những tháng ngày đã qua. Nàng đừng làm vậy. Chúng ta gặp nhau như thế này vốn đã không phải với tấm lòng của quan lớn. Xin nàng hãy quay về. Thiếp sẽ về, nhưng từ ngày mai thiếp sẽ cho người hầu mang cơm nước chu đáo cho chàng. Chà, thứ nước gì mà sáng lấp lánh, lạ thật. Trời ơi, những đốt xương của ta đã không còn sưng nữa. Chàng mới nói gì? Bệnh tình của chàng đã khỏi rồi sao? Đúng là khỏi thật rồi. Thật là kỳ diệu. Chàng xem, ngay cả những vết bong tróc cũng đã lành. Chàng đã lấy lại được vẻ hào hoa như xưa. Đúng là ông trời có mắt, ở hiền gặp lành. Là nàng sao? Ta đã nói chúng ta không nên gặp nhau như thế này. Quan nhìn thấy lại không hay. Chàng biết không, trái tim thần thiếp đã đưa đẩy thiếp đến đây. Nếu như thiếp sớm biết chàng còn sống, nhất định thiếp sẽ chờ. Mọi chuyện là do ý trời. Nàng hãy sống thật hạnh phúc. Ta sắp sửa lên kinh dự thi, sẽ không gặp nàng nữa. Thư sinh họ Đỗ lên đường đi thi,
Nhờ có sự giúp đỡ của vợ chồng quan án mà đậu tiến sĩ. Nàng làm gì thế này? Nàng hãy trở về đi. Thần thiếp xin theo cùng chàng. Tội lỗi với trời, thần thiếp xin chịu. Không được, nàng là vợ quan án và mãi mãi là vợ quan án. Ta không thể làm vậy, không thể vô ơn với quan như thế. Các ngươi hãy đi đi, hãy cùng nhau sống hạnh phúc với phần đời còn lại của mình. Lại quan, xin quan tha thứ cho kẻ vô ơn này. Xin chàng hãy tha thứ cho thiếp. Thiếp không muốn lừa dối chàng. Thiếp thực sự còn rất nặng lòng với chồng cũ. Ta đâu có trách cứ gì đâu. Ta sớm đã biết câu chuyện giữa vợ chồng hai người. Giờ hãy đi đi, có khó khăn gì cứ về đây tìm ta. Đa tạ ngài đã thương cho chúng con. Suốt cuộc đời chúng con sẽ khắc ghi ân đức của ngài. Chiếc ấm thần kỳ. Ngày xưa, tại một thị trấn nọ, có một anh chàng chuyên thu mua đồ cũ tốt bụng tên là Jinbei. Chưa từng thấy cái dây buộc tóc nào xấu xí bẩn thỉu thế này. Nhìn nó vác theo cái túi to chưa kìa, khéo là đồ ăn cắp đấy. Đưa xem thử coi nào. Không. Này, sao lại bắt nạt bạn như thế hả? Các em biết bạn ấy là ai, có hoàn cảnh như thế nào đâu mà trêu chọc bạn. Em nhìn nó bẩn thỉu, rách rưới như thế mà lại giữ khư khư cái túi to, rất là đáng ngờ. Dù thế nào đó cũng là đồ cá nhân của bạn, các em phải hỏi một cách tử tế chứ không được bất lịch sự như vậy. Thôi, trễ rồi đấy, các em về nhà đi kẻo bố mẹ mong. Ủa, bé gái ấy đâu rồi? Không thấy được tung tích của bé gái kỳ lạ, Jinbei lại trở về nhà. Trên đường về, anh bắt gặp lão phú hộ keo kiệt. Jinbei, anh mới từ thị trấn về đó hả? Vâng, xin chào ông. Gặp cậu ở đây thì tiện rồi. Ta đang muốn mua một cái ấm trà. Cậu có cái nào tốt thì bán rẻ cho ta nhé. Nhưng đồ đạc của tôi đang lộn xộn quá. Để tôi tìm lại đã nhé. Được, xong rồi cậu mang đến cho ta. Ta không có thời gian đến lấy đâu nghe. Jinbei bắt đầu phân loại những thứ anh mua được. Anh luôn chọn những đồ tốt nhất để bán cho mọi người với giá rẻ. Cũng chính vì thế mà anh mãi không giàu lên được. Ồ, chiếc ấm đẹp quá. Sao mình không nhớ là có nó nhỉ? Chiếc ấm này có thể bán cho phú hộ được đây. Cái ấm này trông thấy mà nặng quá. Gần đến rồi, cố lên. Anh đừng sợ. Em là cô bé hôm nay được anh giải cứu. Em lang thang nay đây mai đó đã lâu. Hôm nay lạc đến thị trấn nên đành biến thành người, nhưng lại bị đám trẻ trêu ghẹo. Anh đã cứu em, hãy để em trả ơn anh. Em sẽ hóa thành chiếc ấm thật đẹp rồi anh bán cho ông phú hộ nhé. Không được đâu, làm như thế là lừa gạt em à. Em sẽ biến thành chiếc ấm để ông ấy sử dụng thật mà. Như thế thì không phải lừa gạt nữa rồi. Anh không muốn em phải mạo hiểm, nếu bị phát hiện ra thì nguy mất. Em có phép thần thông mà, anh không phải lo đâu. Nếu không đền ơn được cho anh, em sẽ không thể đi đâu được. Trước lời đề nghị vô cùng tha thiết của Tanuki, Jinbei đành chấp nhận. Chiếc ấm này khá đẹp đấy. Đây là tiền ấm trà, dù sao thì nó cũng là đồ cũ cậu mua lại, nên chỉ đáng giá thế thôi. Vâng, xin cảm ơn ông. Jinbei trở về nhà. Trên đường về, anh không ngừng suy nghĩ về Tanuki. Mình làm thế có nên không? Rồi Tanuki nữa, lỡ nó bị phát hiện thì sao? Nó có vẻ đã khổ sở lắm rồi. Không, mình phải quay lại đó thôi. À, nóng quá, nóng quá, cứu em với. Chuyện gì xảy ra với em thế này? Ông nhà giàu đun nước. Nóng quá, không ngờ là nóng thế này. Phải làm sao bây giờ? Bỏng quá, không thể chịu được nữa rồi. Em xin lỗi, em bị lộ mất rồi. Jinbei, thế này là sao? Sao ngươi lại lừa ta? Tôi xin lỗi, vì Tanuki nói rằng muốn trả ơn nên tôi đã... Thế mà bấy lâu nay, ai cũng nói cậu thật thà chất phác. Hóa ra chỉ là kẻ lừa gạt. Ta không thể để yên chuyện này. Ta sẽ kiện cậu lên quan và trừng phạt con thú đó. Xin ông hãy tha thứ cho tôi.
Tôi hứa từ giờ sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa đâu ạ. Thôi được rồi, nể tình cậu xưa nay vẫn luôn đối tốt với mọi người, nhưng cậu phải bồi thường tổn thất cho ta. Nhà cửa bị nó phá nát hết rồi. Em không phá gì cả, thật mà. Chỉ cần ông không truy cứu chuyện này nữa, tôi hứa sẽ đền bù tổn thất cho ông. Nói thế nghe còn được. Thế là Jinbei đã phải dùng gần hết số tiền dành dụm để trả cho lão phú hộ. Em xin lỗi, em đã không giúp được anh, lại còn làm anh bị trách mắng. Không sao đâu, đáng lẽ anh không nên để em làm thế. Việc lừa gạt để kiếm lợi không bao giờ mang lại điều tốt cả. Vậy em biết mình làm gì để trả ơn anh đây? Em cứ nghỉ ngơi đi, đợi em khỏe lại rồi tính. Anh đã nghĩ ra một cách rồi. Là cách gì thế? À, anh thấy em có tài biến hóa, còn anh thì biết thổi kèn, thổi sáo. Hay là chúng ta hãy cùng nhau biểu diễn trên thị trấn, chắc sẽ có nhiều người xem. Hay quá, em đồng ý. Nhưng chúng ta phải chăm chỉ luyện tập, có như thế thì đồng tiền chúng ta nhận được mới xứng đáng. Hoan hô, giỏi quá. Hoan hô, hoan hô, hay quá. Một thời gian ngắn sau, Jinbei và Tanuki đã trở nên nổi tiếng khắp nơi. Tanuki không những đền ơn được cho ân nhân mà có được cuộc sống yên bình, đầm ấm bên chàng trai tốt bụng. Quyết tâm cao cả. Thưa cha, con với chú Lâm giờ đều đã có gia đình riêng. Chúng con tính sẽ đi buôn bán để cải thiện kinh tế gia đình. Cha thấy thế nào ạ? Các con tính thế cha rất ủng hộ. Chỉ có điều, muốn làm ăn phát tài, các con phải không ngại khó, ngại khổ mới mong thành công được. Chợ gần thì đông người bán rồi, nên các con muốn làm ăn được, hãy đi chợ xa. Phía sau những ngọn núi kia có rất nhiều chợ, các con tới đó xem sao. Vâng. Mệt quá. Gắn lên, sang được bên kia rồi là kiếm được tiền rồi. Ngày đầu tiên đi buôn bán, được thế này cũng ổn đấy chứ. Này, chú có muốn kiếm tiền nhiều hơn không? Dĩ nhiên là có rồi, anh có cách gì sao? Sáng nay anh có nghe một người dân nói, ở đây vẫn chưa phải là nơi dễ làm ăn nhất đâu. Ở phía bên kia ngọn núi phía trước, còn có một khu chợ nữa. Nơi đó người mua thì nhiều, người bán lại ít, chắc chắn làm ăn sẽ rất thuận lợi. Phía bên kia ngọn núi ư? Xa quá. Đường núi lại khó đi, e rằng... Chú cứ nghe anh, rồi chúng ta sẽ trở thành những thương nhân giàu có cho mà xem. Muốn đổi đời, phải chịu khó một chút. Đi qua ngọn núi này, chúng ta sẽ bán được nhiều hàng. Mau đi thôi. Anh ơi, em thấy không ổn đâu. Bình thường leo ngọn núi nhỏ kia qua chợ đã mệt hết cả hơi rồi, mà lời lãi cũng chẳng được bao nhiêu. Giờ mà leo ngọn này nữa thì... Núi cao, ít người leo qua được thì hàng hóa mới khan hiếm. Nếu chúng ta sang đó, chúng ta mới có thể buôn to bán lớn được. Thôi anh ơi, ngọn núi cao thế này, có leo được thì cũng hết hơi. Em chẳng dại, em quay về bán chợ gần. Anh thích thì anh cứ đi một mình vậy. Vậy là mình đã tới được chợ rồi. Bán cho tôi một cơm cá khô. Dạ có ngay ạ. Đúng thật,
chợ đông mà người bán thì ít, nên mới đầu đã có lãi rồi. Cứ thế này thì mai mình phải mang nhiều hàng hơn mới được. Anh lấy nhiều hàng thế này, bán đến bao giờ mới hết? Ồ, chú Lâm đấy à. Anh buôn bán ở chợ mới thuận lợi lắm. Chỗ hàng này anh chỉ bán trong 3 ngày là hết. Thật vậy sao? Đấy, chú xem, anh còn mới thuê thêm người làm, chứ vợ chồng anh làm không xuể. Mà việc buôn bán của chú dạo này thế nào, có tốt không? Ây, chán lắm anh ơi. Chợ thì càng ngày càng nhiều người bán, mà người mua thì vẫn thế. Hôm nay em sang anh cũng là để hỏi mượn anh ít tiền. Hàng hóa không bán được, mà đến kỳ thanh toán nợ rồi, nên... Đến mức đó cơ à? Giá mà trước đây em nghe theo anh, chịu khó thêm một chút, trèo qua núi sang bên kia thì giờ đâu đến nổi. Giờ con mới ngộ ra sao? Trước khi đi làm ăn, cha đã nói với các con phải chịu khó chịu khổ rồi cơ mà. Kìa cha, ở đời sự khó khăn và dễ dàng hoàn toàn không có ranh giới nhất định đâu con à. Vấn đề chỉ là ở quan điểm của từng người thôi. Đứng trước một ngọn núi cao, con cho đó là trở ngại, nhưng anh con lại cho đó là cơ hội kinh doanh. Nguy cơ rủi ro luôn rình rập bất cứ thương nhân nào, nhưng thành công thì chỉ mỉm cười với những người không sợ khó, sợ khổ và biết nắm lấy cơ hội thôi. Thưa cha, vì sớm nhục chí nên giờ con rất xấu hổ. Con chỉ... Biết xấu hổ mà còn dám qua nhà anh mình mượn tiền sao? Theo cha, con nên đi theo anh để học hỏi cách làm ăn thì tốt hơn đó. À phải rồi, hay chú sang làm cùng anh. Đằng nào cũng phải thuê người, chú sang giúp anh. Có gì anh em bảo nhau làm ăn. Vâng, em xin nghe theo bố và anh. Được rồi, vậy ta vào việc ngay thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.